Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và ngày hôm nay mình xin chia sẻ một buổi đám giỗ của má mình nha. Đây là một cái khu vườn của chị mình. Bây giờ mình sẽ lặt ớt nha các bạn. Mình sẽ lặt ớt để một lát nữa đó mình đem xuống dưới để mình làm đồ ăn để cúng má ha. Mình nhớ ngày xưa đó các bạn, má mình rất là thích trồng cây ăn trái nha. Cái gì mà có trái là má rất là thích. Đó, cái gì mà ra hoa ra trái là má thích lắm. Nhưng mà ngày xưa đó thì không có đất để mà trồng, chỉ trồng ở trên lầu có vài cây thôi. Hồi đó má có trồng cây lựu nữa. Còn đây là cây tắc của chị mình hôm Tết mua đó. Bây giờ để ra nó ra trái này các bạn, dễ thương không? Đó, lâu lâu mình lên mình ngắm một cái cây cỏ rồi hoa lá rồi cho thanh tâm hồn nó thanh thản, với lại nó bớt lo lắng ha, đầu đầu óc mình nó không có căng thẳng quá những ngày mà mình lập việc mệt mỏi ha. Mình ra mình ngắm cây ngắm cỏ cũng vui lắm các bạn. Đó, chị mình rất là thích trồng cây nha. Đây là trái tắc này các bạn, thấy dễ thương không? Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nha, và mình sẽ bắt đầu mình làm bếp nha các bạn. Đây là các bạn biết cái gì không? Đây là cái xôi mà xôi xôi chiên phòng đó, mình mua ở trong siêu thị Co op á các bạn. Mình làm mà đám giỗ của má thì ngày xưa thì tụ lại một chỗ ở nhà của chị Tư, nhưng sau này thì chị em ở mỗi người mỗi nơi xa xôi quá, cho nên là nhà ai nấy cúng ha. Má mình sẽ được đi dự đám giỗ rất là nhiều nhà của mấy đứa con nha. Rồi bây giờ mình sẽ xắt cái này ra để mà mình chiên lên nha các bạn. Cái này là cái nếp nếp người ta nấu xong rồi người ta cuộn lại để mà bỏ vào tủ lạnh đó. Nó có hai vị nha, lá dứa, đậu xanh. Sau đó rồi mình sẽ đem mình chiên nha các bạn. Đó, sau khi mình xắt không là như vậy ha. Đây là cái hiệu của nó nè. Đó, cái hiệu này nè, ăn được lắm nha. Cái này là cái hiệu này của Co op đó. Rồi sau đó mình sẽ đem mình chiên, nhưng mà lưu ý là mình chiên cái lúc còn lạnh đó các bạn. Giờ mình bỏ tủ lạnh đi ha. Đây thêm một món nữa là bò kho. Thì xưa thì má cũng thích ăn cái món này lắm. Bà với má. Nói chung là các bạn biết không, khi mình làm giỗ á thì thật sự ra người mất á, người ta không có ăn được cái gì hết. Nhưng mà cái đó là mình tưởng nhớ tới ngày kỷ niệm thôi. Là mình làm những cái món mà ba má thích. Đó, rồi ba má chỉ thí dụ như là có hiển linh về nhìn thấy thì thấy cũng vui thôi, chứ không có ăn uống gì đâu. Toàn là người sống ăn không à. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình chiên ha. Đó thì mình chiên á thì mình phải đổ dầu cho nhiều nhiều chút xíu nha. Đó, thì nó ngập dầu á thì nó sẽ không có bị dính lên. Đây là con dâu của chị Sáu, dâu Út đó. Hôm nay đám giỗ ngoại thì hai mẹ con lên đây chơi, mua trái cây để cúng bà ngoại ha. Cái video của mình nó mới đẹp, coi toàn là mấy bà già không. Dạ, chia cho hai bà luôn ạ. Thôi má, các bà không có thắp nhang đi, bà ngoại ngồi ở bển. Bà ngoại với ông ngoại ngồi ở bển chờ. Thank you.
Tiếp lại ăn tiếp. Tiếp lại ăn tiếp. Đúng rồi. Giờ mình ăn thử cái này rồi, cái này nè, chị nói là sao? Xin mời. Ăn một miếng rồi. Ngay tiếp. Ngay, cắp đi. Kiếm mình nó nhỏ nhỏ. Không có là nhỏ rồi, nó chặt vậy á. Chấm hay là không chấm? Nó nêm thẳng hết trơn rồi. Ngon. Gà nước lại ngon cơ. Bây giờ mình biết được mà, cái mốt mà nó em hay cái gì đó, mình mua sẵn nó làm vậy đừng ngày trước đi. À, cả nhà biết không, cái đám giỗ này là đơn giản lắm các bạn. Mỗi chị, mỗi nhà, mỗi cúng riêng hết. Còn sư cô của mình nó cũng ở cúng ở dưới chùa Trà Vinh luôn. À, cái chỗ của Trà Vinh đó là chùa sư thầy cúng chay cho má. À, và mấy chị em mình thì ai muốn cúng cái gì cũng được, miễn sao có cái tấm lòng nhớ tới ngày của cha mẹ mà là được rồi. À, thì ở đây thì chị mình làm rất là đơn sơ, chỉ cần nấu cái nồi bò kho thôi. Còn gà đó thì mình mua người ta nướng á các bạn, rồi mình chiên cái xoài phồng lên và mình làm thêm một món gỏi nữa, vậy thôi. Nhà có mấy chị em mà, cho nên mình đơn giản như vậy là được rồi ha. Mình nghĩ chắc là ba má mình về sẽ thấy cũng ấm lòng nha các bạn. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng ăn với gia đình nha. Chị Tám mình nấu cái món bò kho này ngon lắm. Cũng nhờ chị Bảy chỉ đó. Nói chung chị mình, ai nhà mình ai cũng biết nấu ăn hết. Rồi hai đứa cháu này nè, con dâu Út này dễ thương lắm. Nó sẵn xe. Rồi mình ăn xong cái bữa này, mình sẽ đi theo cháu mình lên trên Bình Dương để mình quay những cái clip của mấy đứa nhỏ nó múa vũ ở trên Bình Dương đó các bạn, để mình đăng lên cho các bạn xem cho vui nha. Đây để mình quay sơ sơ gần gần coi hấp dẫn quá các bạn. Các bạn biết không, cái gà này nè mình nướng á, mình mua của người ta nướng sẵn ở ngoài á. Trời ơi, nó bán một con như vậy là 160 nha. Rồi về nóng hổi luôn các bạn. Còn cái gỏi này nè, là gỏi củ hủ dừa đó, trộn với lại tôm thịt. Cái chị mình cũng trộn với dầu giấm rồi đó, đó. Cũng ngon lắm, củ hành rồi. Đây thì gà thì ăn chung với lại cái xoài chiên phồng nè. Đó. Một bữa giỗ đơn sơ mà ấm cúng ha. Mình nghĩ chắc má mình cũng sẽ rất là ấm lòng khi con cái nhớ tới ngày giỗ của mình, dù biết rằng không có ăn gì được. Đó. Rồi sau đó mình sẽ đi quay ở lên ở trên Bình Dương ha. Con nói chuyện nó đâu, rõ vô duyên các bạn. Thôi chiên mình mua ở trong siêu thị Co-op nè, mình đem về mình tắt ra mình chiên khỏi cần nấu. Một cái đám giỗ làm rất là gọn. Không biết đó, cách phải, ra, không biết phải có chỗ chứa rồi phải có người đi giao, cũng có nhiều cá nhân giao bây giờ dễ mà đặt cái trên giao hàng tiết kiệm á, mình sẽ tự tạo đơn cho nó, nó sẽ có người lại lấy cho mình. Đến nhà mình không cần phải ra, nó hỏi gì có bán không á. Hồi xưa mình phải đăng điện mình gửi, còn bây giờ là nó có người tới nhà mình lấy cho mình luôn. Để nghiên cứu được mà không có vốn nhiều lắm. Bây giờ nó cũng có mấy cái chỗ như là mình ăn trung gian á, người nào nó sợ vũ đó hả, đừng xa thằng ra sợ lên mệt mỏi. Ủa hủ dừa cái gì
Cái này chị lấy cái nước độn đó chị mua một chai về. Chính xác. No quá hả? Tiến ăn no quá kìa. Ăn ít quá ha. Ờ, con ăn ít vậy sao có sức con nhảy. Đấy. Đúng vậy. Con ăn nhiều. Tử. Ăn ít thì sao có sức. Đấy. Con ăn gà nè tí. Không ăn gà tí. Gà nướng với ớt. Gà ớt ngon. Cái ăn nhiều là 2 giờ khuya, 1 giờ khuya. Vậy đó hả? Ờ. Cái này có ớt nè. Bữa đi chơi bây với mình này ăn xong một cái tô này rồi mình mới đi. Đi chơi với cái đi này là cũng vui nè. Đi xong, cái xong rồi cái mình nói là mình á là trang điểm xong rồi ngắt. Bữa đi bà kho. Xong rồi có một người đứng quay từng khuôn mặt của mình cái một bài hát đó. Dạ ăn rồi, ăn kỳ quanh. Ừ. Rồi mình đem ăn. Giống như là thấy chị em nhà của con Thanh đó. Thì giờ xuống Trà Vinh. Trà Vinh. Vì chị có Đại Vinh à? Quê tôi. Đại Vinh đợi đi Tết. Tết đẹp vui lắm. Bài nào mà cho con Huệ nó biết ca đó. Hay là con ấy con nó biết ca đó. Chứ con Huệ rõ vậy đâu có ca đâu. Thấy không? Chị nhát miệng. Mỗi người hát một chút. Chị nhát miệng. Mỗi người Huệ hát mà nè. Không, người Huệ không bao giờ hát. Nhát miệng, Huệ nhát miệng. À, nhát miệng thôi. Mà muốn nghe được hát mười. Bà không hát đâu. Bà đó thu hát mà khi bà hát bà không hát kìa. Bây giờ mình dựng lên một cái MV đó đi. Con ăn gà thấy được không? Chị Bảy, chị Bảy. Bảy giờ chị Tháo thì chị gọi Bảy hát rồi. Chị Bảy không chưa hát. À, đi chẳng nói hay nói cái câu nha. Cái câu là về đây bên nhau. Cái là nó cũng hát câu về đây bên nhau. Nó ngắn thôi nhưng mà nó có giọng hát của nó. Không, không để bao giờ mấy chị hát em không. Mình đó, mỗi người có một giỡn. Chứ phần chứ chị diễn thời trang được. Giờ có lòng diễn thời trang được. Thì coi chị biết diễn thời trang rồi. Nè để thầy cho ăn món vậy quảng cáo nhỏ đẹp thử không có no quá con con cái này cái dáng nó đẹp dáng nó mỏng dài nó mỏng dài chưa con thấy nó mỏng dài ủa đám cưới mà không à, đám cưới mỏng cưới mỏng dài không có nhưng mà mặt không có nhìn rõ nguyên một từ trên dưới cái thon thả của nó cái lúc đó ba giờ thi rồi nó mà có hồn không cái gì đó mặc áo dài không vô mà, nhìn ba vòng cái đỏ nén gái một con mà nó trong mộng mắt trong mộng con mắt hai con đi thì giống như lên dâu chị quệ á dễ mặc dâu chị quệ vậy đó mặc giống gì Sura một cái đám giỗ rất là đơn giản. Rồi bây giờ video của mình đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Sau cái đám giỗ của má rồi đó, thì mình sẽ rằm này mình sẽ đi chùa. Mình đi chùa mình sẽ quay một cái buổi thả bát quan trai cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và toàn đời hạnh phúc. Xin chào, bye bye.